Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới ước tính có gần 10.000 người Việt ở nước ngoài sẽ về nước. Do đó, ông Phong giao Sở Y tế chuẩn bị các phương án để tiếp nhận người Việt về nước. Trước mắt, ngày 27 tháng 4 sẽ có 300 du học sinh từ Hoa Kỳ về. Sau khi đón ở sân bay Tân Sơn Nhất, phải mời đến khu cách ly tập trung, chúng ta phải kiểm soát ngay từ đầu. Sở Y tế phải chủ động chuẩn bị ngay từ đầu, ông Phong nói. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dẫn lại thông tin hai trường hợp du học sinh từ Nhật Bản trở về Việt Nam qua sân bay Vân Đồn đã bị dương tính với virus SARS-CoV-2. Từ đó, ông nhấn mạnh trong công tác phòng chống dịch tới đây không được chủ quan lơ là. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác chuẩn bị đón người nước ngoài về thành phố đã hoàn tất. Hiện thành phố có hơn 11.000 giường tại các khu cách ly tập trung, nhiều nhất là ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với 8.000 giường, quận huyện có 1.000 giường. Theo ông Hưng, Sở Y tế và Đại học Quốc gia cũng chuẩn bị thêm 7.000 giường trong khu ký túc xá. Nếu sinh viên quay trở lại học, thành phố vẫn có nơi cách ly tập trung những người từ nước ngoài về. Các cơ sở cách ly khác tại nhiều trường quân sự của thành phố cũng có khoảng 2.000 giường sẵn sàng. Ông Hưng cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để có thêm cơ sở vật chất phục vụ cách ly, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Tư lệnh thành phố là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, bố trí các khu cách ly tập trung đối với người nhập cảnh trong giai đoạn mới. Ông Hưng cho biết, Sở Y tế cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh để làm chặt chẽ công tác cách ly tập trung, cách ly mỗi người ở một phòng là tốt nhất, chúng tôi sẽ cố gắng, chứ không thể 100% được. Chúng tôi sẽ lo cho bà con chu đáo. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.